Valorant và những con số, phần 1, các agent, Sentinel, Chamber, Signature, Skill, Rendezvous, thời gian kích hoạt 0,1 giây dịch chuyển, 1,2 giây animation trước khi sẵn sàng bắn, tổng 1,3 giây, khoảng cách dịch chuyển tối đa, bán kính cột TP 10m, khoảng cách tối đa giữa hai cột TP 37,5m, tổng 47,5m, trademark, bán kính tác dụng 10m, thời gian từ lúc phát hiện địch cho đến lúc bắn slow 0,6 giây, bán kính vòng tròn slow 6m, tồn tại trong 9,5 giây, head hunter, sẵn sàng bắn sau 0,3 giây, so sánh với Serif sẵn sàng bắn sau 1 giây, nhanh hơn Serif 70%. ADS của Headhunter zoom 1,75 lần, nhiều hơn 0,5 lần so với zoom của Vandal. Ultimate Tour de Force, lần đầu triệu hồi súng, sẵn sàng bắn sau 2,3 giây, các lần sau cầm súng, sẵn sàng bắn sau 0,667 giây, so với OP là 1,5 giây, tốc độ bắn chính xác 0,833 giây trên một viên, so với OP 1,667 giây. Agent thứ 2, Cypher, Signature Skill, Spy Cam, độ cao tối đa 4,5m, xa tối đa 20m so với vị trí đứng, sau khi gắn lên tường, sẵn sàng để sử dụng sau 1,15 giây. Thời gian từ khi chuyển sang cam đến lúc nhìn rõ 0,7 giây. Camera tàn hình sau 2 giây. Trap wire, 2 mép cách nhau tối đa 10m, tàn hình sau 1,5 giây. Lộ diện với địch khi khoảng cách dưới 3m, thời gian cần để địch nhìn thấy trap 1 giây. Khoảng cách tối đa mà địch có thể di chuyển sau khi bị dính trap 4,3 mét. Thời gian có hiệu lực của hạn chế di chuyển là 3 giây, sau đó gây 5 sát thương và còn curse địch trong 3 giây. Cyber cage, bán kính 3,72 mét, tổng thời gian tồn tại 7,25 giây. Trong đó, lúc đầu phóng to cần 0,75 giây, thời gian tồn tại full size 6 giây, thu nhỏ để biến mất 0,5 giây. Ultimate Neural Thief, thời gian chờ tối đa của xác 20 giây, khoảng cách tối đa đến xác 12 mét, thời gian cần để bay đến xác 1 giây, thời gian cần để hiện vị trí địch 2 giây, tổng thời gian 3 giây. Agent thứ 3, Killjoy, Signature Skill, Turret, sẵn sàng bắn sau 2,7 giây, HP 125, Fire Rate 0,125 giây sau mỗi viên và 1 giây sau mỗi lần burst 3 viên. Địch bị trúng đạn làm chậm 29,5%, sát thương dưới 20m 8 sát thương trên viên, từ 20 đến 35m là 6 sát thương trên viên, từ 35m trở lên 4 sát thương trên viên. Thu hồi bot cần 0,7 giây. Nano Swarm, bán kính địch có thể phát hiện 3,5m, delay từ lúc sử dụng cho đến khi gây sát thương 1 giây. Bán kính sát thương 4,5m, sát thương 1 sát thương mỗi 0,022 giây, quy đổi 45 sát thương trên giây, tổng 180 sát thương, hiệu lực 4 giây. Alarm bot, thời gian cần để bắt đầu hoạt động 1,85 giây, HP 50 HP, bán kính hoạt động 5,5m, địch sẽ thấy bot nếu ở gần hơn 7m và cần 1 giây để phát hiện. Thời gian từ khi phát hiện cho đến khi làm yếu địch 1 đến 1,9 giây, tùy khoảng cách giữa bot và địch. Ultimate Lockdown, HP 150, bán kính 32,5m, thời gian hiệu lực 13 giây, địch bị hạn chế di chuyển trong 8 giây. Cuối cùng là Sage, Signature Skill, Healing, sẵn sàng sau 0,5 giây, niệm 0,7 giây, hồi 60 máu, cần 5 giây với đồng đội và 10 giây nếu hồi cho bản thân. Barrier, sẵn sàng sau 0,8 giây, tầm dựng tường xa nhất 10m, thời gian tường dựng lên 1,35 giây cộng với 3 giây làm cứng, kích cỡ dài 10m, rộng 2m, trong đó có 4 ngăn, mỗi ngăn có kích cỡ là 2,5 x 2m, HP 400 trong 3 giây đầu và tăng lên 800 sau đó, hiệu lực 40 giây, từ giây thứ 35, mỗi giây giảm 25% máu hiện tại của tường. Slow, sẵn sàng sau 0,5 giây, hiệu ứng ném 0,5 giây, thời gian từ khi chạm đất đến khi có tác dụng 0,5 giây, hiệu ứng làm chậm 50%, hiệu lực 7 giây. Ultimate Resurrection, sẵn sàng sau 0,8 giây, khoảng cách tối đa 6m, niệm 2 giây, thời gian cần để hồi sinh 1,3 giây, tổng thời gian 2 cộng 1,3 bằng 3,3 giây.